Hello mọi người, chào mừng các bạn đã đến đây tập Pilates với mình. Mình là Phoebe và hôm nay tụi mình sẽ tập 15 phút tập trung vào tay và vai để xây dựng một hệ cơ thân trên săn chắc, giúp cho vai và ngực mở rộng, cải thiện tình trạng gù lưng, vai u dùng cụp hay là bắp tay bị chảy nhão. Khi nào mà các bạn sẵn sàng thì trải thảm ra và tập cùng với mình nha. Trước khi vào bài tập thì Phoebe có một lưu ý nhỏ để các bạn tập cho đúng. Xuyên suốt phần lớn bài tập hôm nay, vai của các bạn cần được mở rộng ra sau để tránh rụt vai, rụt cổ. Mặc dù tập tay và vai nhưng phần sườn, bụng và hông của các bạn cần giữ thật ổn định. Giống như hai động tác mà Phoebe ví dụ ở đây nè, nếu ngực, bụng và hông của các bạn không được giữ ổn định á, thì chúng ta không có đang tập cái gì hết trơn á, mà chỉ là quạt quạt cái tay cho vui thôi. Cho nên mọi người chú ý giùm mình nha. Rồi mình tập nha. Các bạn ngồi xuống thảm, hai cánh tay đưa về phía sau, ngón tay hướng về phía mông, bàn tay đặt ngay dưới vai, chân cong và rộng bằng hông. Hít vào chuẩn bị và các bạn sẽ nhấc hông lên khoảng một bàn tay so với sàn. Có thể nhón gót hoặc đặt thoải mái xuống thảm tùy thích nha. Hít một hơi chuẩn bị, rồi thở ra hạ khuỷu tay xuống một xíu. Hít vào duỗi cánh tay ra lại. Các bạn giữ chuyển động hạ xuống nâng lên thật là mềm mại và tránh khóa cùi chỏ bằng cách duỗi quá thẳng cánh tay lúc đưa lên. Vai ngực mở, tránh rụt vai rụt cổ, bụng và hông giữ ổn định. Bài tập này rất hiệu quả trong việc làm săn chắc cơ tay sau. Cho Phoebe thêm một vài cái nữa và chúng ta sẽ giữ ở phía dưới rồi giữ. Bây giờ các bạn sẽ nâng lên một xíu và hạ xuống một xíu thôi. Chuyển động lần này nhanh hơn và cánh tay chỉ đi bằng một nửa đường đi của bài rồi. Một vài cái nữa thôi. Và chúng ta nghỉ ngơi. Rồi qua bài kế tiếp, tư thế chuẩn bị sẽ giống như bài vừa rồi, nhưng bây giờ các bạn sẽ xoay các ngón tay ra xa mông theo hướng ngược lại. Hít vào chuẩn bị, các bạn sẽ nhấc hông lên khoảng một bàn tay so với sàn. Thở ra hạ khuỷu tay xuống một xíu. Hít vào đưa cánh tay duỗi ra lại. Các bạn sẽ thấy lần này chuyển động hạ xuống sẽ hơi khó hơn bài vừa rồi. Lực sẽ dồn vào cơ tay trước, bicep. Các bạn giữ chuyển động hạ xuống nâng lên thật mềm mại và tránh bị khóa cùi chỏ nha. Vai ngực mở, tránh rụt vai rụt cổ. Thêm một vài cái nữa thôi và chúng ta sẽ giữ ở phía dưới. Giữ, hạ khuỷu tay xuống một xíu rồi nâng lên lại. Chuyển động lần này nhanh hơn và các cánh tay chỉ đi bằng một nửa đường đi của bài vừa rồi thôi. Một vài cái nữa. Rồi chúng ta hạ xuống nghỉ ngơi. Rồi chúng ta sẽ đổ người sang một bên, về phía bên phải, chân cong đưa về bên trái cơ thể, cánh tay phải đưa ra xa với bàn tay ngang hông đặt trên thảm, tay trái tạo thành nửa vòng tròn trước ngực giống như múa ba lê á. Các bạn hít vào cố định cơ bụng, thở ra chúng ta hạ khuỷu tay phải xuống, sức nặng của cơ thể sẽ đổ dồn vào cơ tay sau bên phải, hít vào nâng khuỷu tay lên và tiếp tục thở ra hạ xuống. Các bạn giữ cho vai và ngực thật mở, động tác này rất dễ bị rụt cổ, chú ý hít thở đều, cơ bụng giữ cho ổn định. Cho Phoebe một vài cái nữa nha. Và chúng ta sẽ giữ cánh tay ở vị trí thấp và chúng ta chỉ giữ ở đây thôi, không làm gì hết. Hít thở thật đều, hít vào thở ra, dồn hết lực vào cánh tay bên phải. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay tròn 1 2 3 4 5 6 7, ngược lại 7 6 5 4 3 2 1, và mình hạ khuỷu tay thấp xuống một xíu nữa, giữ 5 4 3 2 1. Tốt lắm. Rồi mình sẽ quay qua bên kia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lặp lại ở bên kia. Các bạn chú ý đừng đổ người về bên trái nha. Cơ bụng lúc nào cũng giữ ổn định. Nâng cơ liên sườn lên và thở ra chúng ta hạ khuỷu tay xuống một xíu. Sức nặng của cơ thể sẽ đổ dồn vào cơ tay sau bên trái, tricep. Hít vào nâng khuỷu tay lên và tiếp tục thở ra hạ xuống. Các bạn giữ cho vai và ngực thật mở. Hít thở đều và giữ cơ bụng thật ổn định. Cho Phoebe một vài cái nữa và chúng ta sẽ giữ cánh tay ở vị trí thấp nha. Giữ, rồi chúng ta chỉ giữ ở đây không làm gì hết. Hít thở đều. Và xoay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngược lại 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 và hạ tay thấp xuống xíu nữa, giữ 5, 4, 3, 2, 1. Xong rồi, tốt lắm. Rồi các bạn sẽ nằm sấp lại, trán đặt trên thảm thoải mái, chân duỗi thẳng, rộng bằng hông, vai và tay tạo thành cánh tay xương rồng với lòng bàn tay đặt trên thảm, ngang với vai. Các bạn hít vào chuẩn bị và thở ra nâng người lên trên, hít vào duỗi thẳng cánh tay qua đầu, thở ra cong tay đưa về và hít vào đặt người xuống. Rồi, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, tiếp tục. Nâng lên thở ra, duỗi hít vào, về thở ra và hít vào. Các bạn chú ý hai chân duỗi thẳng nhưng giữ cho ổn định, cơ bụng vẫn hoạt động để giữ cho lưng không bị võm. Mỗi lần nâng người lên các bạn chú ý siết hai cái bả vai của mình lại với nhau ở phía sau, nhưng không đưa hai vai lên phía lỗ tai nha. Mình giữ cho cổ cao và thẳng. Hai chân giữ ổn định, không để cho chân nhấc lên cùng với người. Các bạn hít thở đều và cho Phoebe một vài cái nữa. Rồi giữ, và bây giờ chúng ta chỉ nâng người trên lên thôi, thở ra nâng lên và hít vào hạ xuống. Các bạn không để cho vai của mình rớt xuống thảm nha, bả vai phải siết lại và dùng tay nâng cả hai người lên, chứ không phải kéo đầu kéo cổ nha. Rồi hạ xuống nghỉ ngơi. Rồi các bạn sẽ dùng tay đưa người về sau gót, về tư thế self-stretch để giảm áp lực giữa lưng giữa và lưng dưới. Chú ý là không để ngực và bụng bị sụp xuống đùi, cảm giác như chúng ta có một trái banh ở trước bụng vậy đó. Rồi từ từ các bạn đưa các ngón tay về chồng từng đốt sóng một lên nhau. Các bạn đưa người quỳ trên hai gối và hai tay, hai gối chụm lại với nhau, bàn chân đang chéo đưa lên một góc 45 độ, hai cánh tay mở rộng sang hai mép thảm với bàn tay chống ngay dưới vai và tai, cổ và vai giữ ổn định trong tư thế chống đẩy. Các bạn hít vào chuẩn bị và thở ra, chúng ta mở rộng cánh tay và vai hạ xuống, đưa về tư thế push up, rồi hít vào đưa về tư thế ban đầu. Các bạn chú ý phải ổn định cơ bụng để tránh bị võng lưng. Đỉnh đầu tới thắt lưng các bạn giữ một đường thẳng và không để cho cổ bị rụt vào tai. Thở ra hạ xuống, hít vào nâng lên. Lúc đưa lên cao lại các bạn chú ý đừng có khóa cùi chỏ, chuyển động lên xuống thật mềm mại. Một vài cái nữa thôi rồi chúng ta sẽ giữ ở phía dưới nha. Giữ, rồi chúng ta hít thở đều. Hít thở đều và đưa về tư thế ban đầu, hạ chân xuống. Bây giờ chúng ta sẽ đưa tay về ngay dưới vai, sát lại gần cơ thể, đang chéo chân đưa lên khỏi thảm, hít vào gồng bụng chuẩn bị và thở ra, hạ hai khuỷu tay theo sát mạng sườn đưa người xuống. Hít vào các bạn đưa người lên cao trở lại. Chú ý là ổn định cơ bụng để tránh bị võng lưng. Từ đỉnh đầu tới thắt lưng các bạn giữ một đường thẳng để không cho cổ bị rụt vào vai. Thở ra hạ xuống, hít vào đưa lên. Các bạn cho Phoebe một vài cái nữa và chúng ta sẽ giữ ở dưới nha. Hít thở đều. Giữ. Và đưa tay trở về tư thế ban đầu, tốt lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng bàn tay tạo thành một hình thoi với hai ngón cái và trỏ chụm vào nhau, đặt lên thảm ngay dưới vai, đang chéo đưa chân lên cao, thở ra cong khuỷu tay hạ người dùng lực vào vai và cơ tay trước, hít vào đưa về tư thế ban đầu. Cũng như những bài tập trước và như Phoebe nói ở ngay đầu cái video này á, tuy là bài tập vai và tay nhưng toàn bộ cơ thể các bạn phải hoạt động để giữ cho tư thế đúng. Các bạn cho Phoebe một vài cái nữa. Hít thở đều, lần này chúng ta sẽ không giữ ở dưới nữa nha. Một vài cái nữa thôi. Rồi, tốt lắm. Các bạn cuộn người về tư thế self-stretch và từ từ từng đốt sóng một chồng chất lên nhau và ngồi thẳng dậy. Chúng ta quỳ thẳng người lên thảm, chú ý không ưỡn để sườn bị chỉ ra phía trước gây áp lực vào lưng. Đưa tay sang hai bên tạo thành hình chữ W. Thở ra các bạn duỗi hai cánh tay sang hai bên và hít vào đưa khuỷu tay về. Mỗi lần đưa về các bạn tưởng tượng như hai cùi chỏ sẽ đưa chạm vào hai bên xương chậu vậy đó. Các bạn giữ cổ cao và đẹp,
cơ bụng giữ ổn định, hít thở đều. Và chúng ta sẽ giữ, rồi xoay tròn vai. Các bạn chú ý giữ người cho ngay và ổn định giống Phoebe nói lúc đầu nha. Cơ bụng phải gồng ở đây nè. Ngược lại. Rồi, hạ tay xuống nghỉ ngơi, duỗi thẳng cánh tay với lòng bàn tay hướng lên trên, thở ra, giữ thẳng cánh tay úp xuống, thở ra xuống, hít vào mở. Các bạn chú ý là mình sẽ dùng cả cái cơ vai để xoay cả cái cánh tay xuống và lên, chứ không phải chỉ là úp và mở bàn tay nha. Các bạn hít thở đều, tới đây là tay và vai của mình đã mỏi lắm rồi mà các bạn cố lên. Chúng ta sẽ giữ tay mở lên trên chứ chưa úp hạ xuống đâu nha. Cho Phoebe một vài cái nữa rồi các bạn sẽ giữ bàn tay mở lên. Mở, rồi các bạn giữ tay thẳng đưa lên cao, tưởng tượng như đang đẩy khí lên trời á. Các bạn hít thở đều, tay giữ thẳng và luôn gồng cánh tay nha, chứ không có thả tay lỏng ra bất cứ lúc nào hết. Vài cái nữa thôi, sắp xong rồi. Rồi, các bạn thả lỏng xuống. Rồi chúng ta duỗi thẳng cánh tay ra trở lại, lần này hai lòng bàn tay hướng về phía sau tường, thở ra các bạn quạt cả cánh tay ra sau như bơi vậy á. Mỗi lần quạt ra sau chúng ta siết hai cái bả vai lại. Các bạn coi cái video đằng sau lưng của Phoebe nha. Giữ người trên ổn định thôi, thở đều. Giữ, rồi bây giờ chúng ta nâng cả cánh tay lên cao. Mình sẽ không quạt ra sau nữa mà tưởng tượng dùng ngón tay út á, đưa cả cái cánh tay lên trần nhà. Vai của các bạn sẽ di chuyển lên và xuống thay vì ra trước và ra sau như bài tập vừa rồi. Cố lên, hít thở đều. Rồi chúng ta duỗi thẳng cánh tay ra trở lại, lần này hai lòng bàn tay hướng về phía sau tường, thở ra các bạn quạt cả cánh tay ra sau như bơi vậy á. Mỗi lần quạt ra sau chúng ta siết hai cái bả vai lại. Các bạn coi cái video đằng sau lưng của Phoebe nha. Giữ người trên ổn định thôi, thở đều. Cố lên, hít thở đều. Rồi mình vẫn giữ tư thế quỳ, lần này hai bàn tay và hai cùi chỏ chạm nhau, cùi chỏ cao bằng vai. Mình sẽ giữ cho tay và cùi chỏ chạm trong suốt bài này nha. Các bạn hít vào chuẩn bị nè, và thở ra đưa cánh tay lên trần nhà. Hít vào hạ xuống, và thở ra đưa lên lại. Các bạn không để cho cùi chỏ mở ra, làm cho bạn không di chuyển được tay lên quá cao. Đường đi của động tác này chỉ khoảng 5cm thôi, nhưng là rất là hiệu quả trong việc làm săn chắc cơ ngực. Cho Phoebe một vài cái nữa, rồi các bạn sẽ giữ ở trên cao. Rồi, 1, 2, 3, xuống. 1, 2, 3, xuống. Thở 1, 2, 3, hít hạ xuống. 1, 2, 3, xuống. Các bạn hít thở đều, cứ mỗi lần thở các bạn cố gắng đưa cao lên một xíu nữa. Cho Phoebe một vài cái nữa rồi chúng ta vẫn giữ nha, chưa có hạ xuống. Rồi giữ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, rồi hạ cánh tay xuống nghỉ ngơi. Rồi các bạn sẽ đan tay lại với nhau đưa về sau đầu, hít vào chạm hai cùi chỏ với nhau ở phía trước mặt. Rồi thở ra mở rộng vai và đưa cùi chỏ trở về tư thế ban đầu. Lúc mở vai ra trở lại, các bạn chú ý vẫn giữ ngực và sườn đóng. Đừng có đưa khung sườn ra trước gây áp lực cho lưng dưới. Các bạn vẫn giữ vai thấp và không rụt cổ, khiến vai và tai rụt về với nhau nha. Hít thở thật đều và cho Phoebe một vài cái nữa.
giữ và đưa hai cánh tay về tư thế xương rồng, hít vào đóng hai cánh tay lại về phía trước ngực và thở ra mở hai cánh tay ra. Một lần nữa các bạn giữ vai xuôi thoải mái, không rụng về phía cổ và tai. Ngực mở rộng. Một vài cái nữa thôi rồi các bạn sẽ giữ hai cánh tay mở rộng cho động tác tiếp theo nha. Và đây cũng là động tác cuối cùng của ngày hôm nay. Rồi các bạn giữ, thở ra duỗi thẳng tay lên và hít vào cong tay trở lại. Đây là động tác cuối cùng rồi mọi người, cố lên. Hít thở đều. Thở ra đưa lên và hít vào hạ xuống. Cho Phoebe một vài cái nữa thôi, sắp xong rồi. Rồi, các bạn hạ tay xuống nghỉ ngơi. Động tác vừa rồi đã kết thúc bài tập của chúng ta. Vai và tay của mình đang rất là mỏi luôn. Các bạn ngồi giãn cơ chút xíu với Phoebe nha. Rồi, mình ngồi trên gót chân, thở ra cong người chạm hai mu bàn tay lại với nhau trước mặt và hít vào mở rộng cánh tay vươn vai đưa khí vào. Thở ra cong người và hít vào vươn vai mở ngực. Tiếp tục, chúng ta thở ra cong người về phía trước và hít vào vươn vai đưa khí vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo tay qua một phía, các bạn giãn ra, hít thở đều. Đưa tay lên đầu và dùng bàn tay kia nắm lấy cùi chỏ, kéo. Chúng ta giãn cái tricep ở đây ra. Và bây giờ mình lặp lại với bên kia, kéo tay qua một phía. Hít thở đều một lần nữa. Và đưa tay lên đầu. Dùng bàn tay kia nắm lấy cùi chỏ, kéo. Bài cuối cùng các bạn sẽ gặp cong người về phía trước, chạm đỉnh đầu lên thảm, hai tay đan vào nhau ở phía sau và duỗi thẳng lên cao. Các bạn ở đây thôi, hít thở đều và nghỉ ngơi chút xíu ở đây. Rồi từ từ chồng từng đốt sóng một lên nhau, đưa người trở về vị trí bắt đầu. Tốt lắm! Phoebe hy vọng các bạn thích bài tập vừa rồi. Bài tập này sẽ giúp cho tay các bạn săn chắc, không bị nhão. Ngực và vai cũng được mở rộng, cải thiện tình trạng u vai và gù lưng. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy comment cho mình ở phía dưới. Trên TikTok và Instagram thì mình cũng sẽ cố gắng làm những video ngắn để cho các bạn chỉnh sửa tư thế cho đúng trước mỗi bài tập. Cho nên cho mình một cái theo dõi nữa nha. Hãy nhấn nút theo dõi kênh YouTube của mình nữa vì mình sẽ ra video đều đặn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.